Thưa sư, con có hai câu hỏi. Có phải mọi vật chất trên đời này được tạo ra bởi cái tưởng của con người và chúng không có thật? Đây là một cái hiểu lầm. Đây là một cái hiểu lầm khá là đặc biệt của một số vị theo cái truyền thống mà duy thức, tức là cái mọi vật chất họ nghĩ là mọi vật chất coi như là cảnh do tâm sanh, đó là sự hiểu sai ha, hiểu chưa có chính xác. Mà nếu hiểu một cách đúng đắn thì nó như thế này nè: cái gì đó mà chúng ta có sự nhận thức đối với nó, tức là sáu cái giác quan của chúng ta có cái sự nhận thức về sáu cái đối tượng của nó, tức là có sáu căn, sáu cảnh và sáu thức, thì những đối tượng đó mới được xem như là nó có tồn tại đối với mình. Còn sư ví dụ như một cái hành tinh nào đó ở xa tích tắc vũ trụ thì chúng ta không có cái sự liên tưởng gì đó đối với nó thì nó xem như không có tồn tại đối với mình. Nhưng mà không có nghĩa là phải do mình hoặc ai đó tưởng ra nó thì nó mới có tồn tại. Hiểu vấn đề không? Hoặc là mình có một cái người nào đó không tồn tại với mình chỉ bởi vì chúng ta không có nghe thấy họ, không có nhìn thấy họ, không có suy nghĩ đến họ, tức là mình không có tưởng tượng ra họ. Thì đối với mình ấy, thì họ không có tồn tại. Nhưng không có nghĩa là họ thật sự không có tồn tại, họ không tồn tại với mình nhưng họ tồn tại đối với người khác. Nhưng không có nghĩa là do sự tưởng tượng của mình cho nên là hoặc là của ai khác mà họ mới có mặt, không phải như vậy. Đó là cách hiểu đầu tiên về sự tồn tại. Tức là một cái sự vật được xem là tồn tại đối với mình khi nào mà nó thuộc trong sáu cái đối tượng giác quan của chúng ta. Thì đối với mình thì cái đối tượng đó mình mới biết tới họ, mình mới nhận thức được sự tồn tại của họ. Cái thứ hai là tất cả mọi mọi cái vật chất hiện tượng thì đều do các cái điều kiện. Mà một trong số những điều kiện đó là gì? Đó là do nghiệp của chúng sanh. Ví dụ như khi mà chúng sanh tạo những ác nghiệp thì chính những ác nghiệp đó nó mới tạo ra cái cảnh giới tương ứng ở địa ngục và tạo ra cái hình phạt tương ứng ở địa ngục để cái chúng sanh trả cái nghiệp đó. Hoặc là khi chúng ta tạo các cái thiện nghiệp, ví dụ như bố thí cúng dường, thì khi chúng ta tạo các thiện nghiệp bố thí cúng dường đó, cái phước nó sẽ trổ quả và nó tạo ra một cái lâu đài ở trên cái cõi trời cho chúng ta, để khi chúng ta tái sanh vào ở trên đó, chúng ta có thể hưởng thụ cái cuộc sống của chư thiên ở trong cái lâu đài do cái phước của chúng ta nó hiện nó tạo ra. Đấy, thành ra đó mọi vật chất ở thế gian này đều do nhân duyên hết ha, đều đều là do cái sự tổng hợp của vô số những cái nhân duyên thì nó mới có sự xuất hiện, chứ không có cái gì mà tự nhiên mà có. Thì đó là cái cách hiểu thứ hai, chứ không phải là chúng ta phải tưởng tượng thì nó mới có. Cách hiểu thứ ba đó là gì? Cái cảnh giới của những người thực hành thiền định, họ dùng cái thần thông. Ví dụ như có một vị Phạm Thiên ở cõi Quan Âm Thiên, khi mà vị này thấy một cái đoàn thương buôn bị cướp ấy, nó chuẩn bị nó cướp,
vì cái lòng đại bi của vị này đối với chúng sanh, cho nên vị này mới hóa hiện ra, dùng cái thần thông ấy hóa hiện ra những binh lính để mà xua đuổi những cái kẻ cướp đó. Thì rõ ràng do cái năng lực, mà thần thông là do đâu, do tưởng mà ra, thì do có thần thông ấy, cho nên là mới tạo ra được những cái binh lính đó. Hoặc là có một vị trưởng lão đắc thần thông, vị đó người đệ tử gợi ý là thầy hãy hóa hiện ra một con voi, thì vị đó hóa hiện ra một con voi, thì con voi đó đó do cái tưởng của vị ấy mà tạo ra. Đấy, thì trong trường hợp đó cái đối tượng mà vị đó tạo ra là do tưởng của vị đó. Đó là cách hiểu thứ ba. Cho nên á, là nếu như mà mình hiểu nhầm ấy, hiểu nhầm cái nội dung giáo lý đó, thì nó rất là nguy hại ha.